nay mình sẽ đo toàn bộ kích thước của nó và cũng như mình sẽ cân nặng của nó lên cho các bạn cùng coi xem là kích thước tổng thể cũng như là khối lượng cân nặng của con máy ủi Caterpillar D11 này các bạn nhé. Giờ thì bắt đầu đi cân nó các bạn nhé. Đây mình phải hỗ trợ nâng ở đây rồi các bạn. Ồ, nó bị vạch đầu luôn các bạn. Vạch đầu luôn rồi các bạn đây. Nặng quá rồi. Các bạn cũng đoán xem con này nó được bao nhiêu cân nhé các bạn nhé. Bây giờ nó mới giãn một chút chân xích ở đây thôi. Và hiện tại nó đã được 50 cân rồi các bạn ạ. Đó, ok, hãy tiếp tục nào. Okay.
chiếc máy đã nằm trọ trên cân rồi các bạn nhá. Ok, các bạn có thể thấy đây, đó là chiếc máy ủ đã nằm được hoàn toàn trên cân này rồi nha các bạn nhá. Là các bạn cùng đoán xem là nó bao nhiêu cân này. Ok, bắt đầu đã, các bạn nhìn thấy số 100 cân chưa ạ? Chưa thấy cái kim ở chỗ đấy các bạn nha. Rồi, ok, bắt đầu nào. Rồi, tổng cân nặng của nó là 113 cân các bạn nha. 1 tạ 1. Nó nặng hơn dự kiến của mình 13 cân. Mình dự kiến nó chỉ rơi khoảng 1 tạ thôi. Nhưng mà cuối cùng thì nó đã được 1 tạ 1. Đó nha. Ok. Đó là toàn bộ khối lượng của chiếc máy ủi Caterpillar D11. Ok các bạn nha, giờ thì mình sẽ bắt đầu lại cho nó xuống.